Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Sáng nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và ông Bùi Huy Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc đã tiếp xúc với cử tri huyện Ngọc Lặc. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm, ước thực hiện năm 2024, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Ngọc Lặc gửi đến kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Trong không khí dân chủ và cởi mở, cử tri huyện Ngọc Lặc bày tỏ vui mừng phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 10 tháng, đồng thời khẳng định niềm tin đối với sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các cấp. Cử tri đánh giá cao các cấp, cấp các ngành, đơn vị chức năng đã quan tâm giải quyết nhiều đề xuất kiến nghị sau kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, đồng thời phản ánh một số bất cập tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đề nghị tỉnh đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống mương thoát nước dọc tuyến đường tỉnh lộ 518D qua địa bàn xã Cao Thịnh, đầu tư xây dựng mới cầu búa ở thôn Thanh Bình, xã Thúy Sơn vì hiện nay cầu cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cử tri cũng đề nghị tỉnh chỉ đạo công ty cổ phần xuân thiện thanh hóa đẩy nhanh tiến độ dự án nhà máy sản xuất nước trái cây tại xã ngọc liên có hướng xử lý thu hồi dự án nhà máy xi măng thanh sơn để tránh lãng phí tài nguyên đất đai bên cạnh đó một số cử tri huyện ngọc lạc đề nghị hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí cho địa phương để thực hiện đo đạc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân sau khi hiến đất làm đường giao thông hỗ trợ kinh phí di chuyển các cột điện cột phát sóng viễn thông và xây dựng rãnh thoát nước dọc các tuyến đường được mở rộng đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét tháo gỡ một số khó khăn trong thực hiện nghị quyết số 31 ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về số lượng chức danh chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ở thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trân trọng cảm ơn và tiếp thu các kiến nghị đề xuất của cử tri tại buổi tiếp xúc. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Lại Thế Nguyên, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri nêu, đồng thời thông tin thêm đến cử tri về kết quả phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay, nêu lên 6 nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ của tỉnh trong những tháng còn lại của năm 2024. Để góp phần cùng cả tỉnh thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đề nghị huyện Ngọc Lặc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng, trong nhân dân, phát động sâu rộng và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025 theo tinh thần chỉ thị 22 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng hàng rào xanh, tiếng kẻng khuyến học. Cùng với đó, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đề nghị huyện Ngọc Lặc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng chuyên canh quy mô lớn, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái, mở rộng diện tích trồng lúa nếp đặc sản, xây dựng các cánh đồng trồng lúa hữu cơ để nâng cao giá trị và hướng tới xuất khẩu, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các dự án trên địa bàn triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động tiếp tục phát động phong trào khuyến học phấn đấu đưa giáo dục huyện Ngọc Lặc trở thành lá cờ đầu của các huyện miền núi Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng huyện Ngọc Lặc chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ 14 của Đảng.